Đây bạn Thắng cuốn đây mấy bạn. Đó này làm thực tế luôn, quay thực tế với mấy bạn coi luôn, đâu có giấu gì, đâu có bán sao ăn gì đó. Có. Ở thời này mày giấu nghề gì đấy chị. Đó, tép. Đó, đang cuốn. Hiểu ăn gì hiểu. Thời tới cả không nổi. Thời tới cả không nổi. Không nổi cuốn mà. Không biết ngon không biết. Đây à. Trời đất ơi nhìn bàn tay khéo léo cuốn rồi đó đó. Đó thấy khách vậy là biết đi ngon hay dở rồi nha anh Hiếu. Nhìn thấy bài lọc tuyệt trời, người ta nhìn ăn cũng ăn nữa. 50 ngàn hả? 7 ngàn, cùng cuốn ấy. Đây bạn Thắng đang cuốn. Vô đi học nghề nè, vô đi học nghề nè. Cũng 7 ngàn nha quý vị. Nè tha cái dầu vô điện cho đi dính nha quý vị. Cuốn mặt anh cuốn tay em nhảy. Ngước lên cuốn được thì cuốn. Để qua đây đang quay nó cuốn. Ai cũng khen hết trơn nha mấy bạn. Đó, thành phẩm. Ở quay cái chợ xúc rối, uống ra cái chợ đông vậy. Thấy thầy Minh kìa mấy bạn, thấy thầy Minh không? Thầy Minh tôi á. Đó, chị Cúc trên bán rồi đó, thấy không? Chị Cúc bán đó. Sư Gây, hello bà Sư Gây. Hello. Sô Sà Đây. Ăn gì? Ăn bún đồ tôm. Ăn bún đồ tôm có đây đủ không? Ủa anh Hiếu dặn cũng mấy bịch cho anh Hiếu đem về vậy nè. Gì? Ăn gì chưa? Ở trong bào đây hả? Dạ. Ừ em. Đủ nhà không á? Đủ nhà, của em nè. Nhà đem ra chứ không phải mua là mua giùm chị rồi. Chị này cũng bán đu đủ nè, mà qua mua đu đủ ăn hả? Ăn đu đủ không? Đu đủ á. Nè, ta có vườn rau sạch nè, ta có sữa đủ nhà, có rau nhà luôn đó bà. Vườn ăn rau hết, mày hái rau bà bán rồi đó. Vườn rau sạch đó. Mà từ từ ăn gì chưa gung, sao tay gung quá vậy? Nghe má. Giận quá he, đã chín phẩm rồi. Nè, anh Hiếu một bọc 25 ngàn, ba bọc bún. Anh Hiếu trong về liền á. Sao gì? Bọc 25 ngàn, ba bọc cho anh Hiếu. Quay vòng chợ với mày coi nha đó. Anh Hiếu đi về liền á, đọc. Ok, làm liền. Không đâm ra nha. Hết giá rồi, đi giá. Uống nhiều quá vậy? Đổ á. Giá chẳng đổ. Đi. Rồi. Làm tô ăn nha mấy bạn. Ủa chai nước mắm cho tôi chưa? Hơi nước mắm nè. Anh Kiệt cho ăn miếng nước mắm, miếng cẩm tương nó ngon lắm á. Chai nước mắm rồi nha mấy bạn. Nay vừa quay thực tế bán buôn cho mấy bạn coi luôn nha, vừa mình ăn luôn nha.
ngon quá mấy bạn ơi. Vừa bán nước vừa cuốn nó không kịp mấy bạn ơi. Chị nào khóc xuống cho một gắn miếng thịt cho chị nào. Mắm nhiều nhiều mới ngon, nhưng mà nhâm cả nước cũng ngon. Đúng rồi. Nước luôn. Làm ba nước mắm làm gì được hả? Uống luôn rồi. Này vừa quay cho mấy bạn coi mà vừa bán buôn luôn nha. Cảnh thực tế ngoài chợ luôn. Sáng giờ tao làm ba gà đó, nhưng nó về nó miếng nó cũng mùng hai hắn làm thẳng rồi hả. Quay giùm ta thì cứ cứ ăn rồi cái tốt lòng.